Rồi cả nhà, ai nhìn thấy anh em tin mà share mạnh mạnh nha mọi người ơi. Em cảm ơn chị Phạm Tuyết yêu thương nhé. Sông giam nhìn về bên đó xuyên sao ngày đêm, nhà anh ngó qua con sông giam ập hò nhìn sáng lén lén tìm nhà. Nhớ anh câu hò đưa đầy ghé tình mình sang thăm, chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lặng thinh. Người ơi nói sao cho em từng, vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay, lấy chi khai trầu mâm rượu tiếng hạ cười chê ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.